Xin chào mọi người, mình là Quang Chánh, đến từ nhãn hàng Konzac ở khu vực Kiên Giang. Hôm nay Chánh rất là vui khi được đón tiếp mọi người đã đến Kiên Giang để tìm hiểu một cái cuộc sống và một cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn ở khu vực ở vùng quê, vùng sâu. Xin mời tất cả mọi người hãy theo Chánh. Chú Tư, xin phép con giới thiệu với chú Tư, con là Chánh, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân Tôn Kiến Thành, là một trong những đại lý của Tôn Giác ở khu vực Kiên Giang. Nghe nói cái hoàn cảnh chú thím con rất là khó khăn. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi sinh 51 à. Vậy hả? Rồi thím? Tôi 60 rồi. Gia đình chú là bao nhiêu người con? Ba người con là hai người em bà. Hai người nữa là tổng cộng là 5 người. Chú thím cho con hỏi thăm lúc này tình hình sức khỏe của chú thím có ổn không? Không có ổn đâu, tôi bệnh hoài đó chú ơi. Bệnh hoài hả? Bệnh rồi không thấy đường nữa. Dạ, con cũng thấy mẹ rất là khó khăn đi lại. Mẹ thì đi đâu cũng phải có hai anh em dắt tay đi. Và con thấy rất là buồn vì mẹ không nhìn thấy với mọi người. Con thấy ba mẹ con thì con rất là bất lực. Nên mọi con khóc. Hình như ba con thấy rồi, ba con hỏi tại sao con khóc. Vì con mấy người ta chê cười ba mẹ thì con rất là buồn. Bây giờ này yếu rồi, làm gì không nói đâu không nổi, xa đi đâu xa không nổi nữa. Tôi là ở nhà là làm ruộng làm công hơn công đó, cũng giăng lưới kiếm cá kiếm mắm đi lại ăn. Mình đi lưới là giăng lưới được là mình kho để sáng ăn đi làm ruộng, tới buổi chiều đó mình đi giăng thêm nữa, cá nhỏ ăn, cá bự là bán 30.000 là cao rồi. Những thứ nợ thiếu này đó, tôi cũng hơi buồn đó. Hết thảy là 30 triệu thiếu về nước đó. Nhà này lâu rồi, thằng út tôi đó hơi còn nhỏ đó khất đó. Ngồi vậy mọt nó rớt tùm lum hết trơn rồi, mục hết rồi. Thay lá này là 4-5 lần rồi, còn cây này nó mục hết rồi. Mưa gió nó dục lâu rồi này, gắng lục lá lấy lá thứ ấy đó lại che đỡ đừng cho dục với nhiều, lấy thau lấy nồi lấy gì lại đừng đủ chỗ hết à. Dạ, có khi đi học về mẹ nhìn không thấy thì tụi con lại tiếp mẹ làm những món ăn như rau. Giống như mình không có tiền đồng bạc mình ăn vậy đó. Ở nhà mình có gì mình ăn nấy. Mỗi ngày con đều ăn cơm với lau ruột. Con rất là ngán. Con rất là thích đi học. Nếu không được đi học, con rất buồn. Dạ, anh con học lớp 9, anh con nghỉ rồi. Còn hai anh em gắng đi học. Tôi nói Nghĩa ơi, mẹ lo cho con không nổi đâu. Tiền nghiệp nó nói mẹ cho con học, mẹ cho con nghỉ, con đi làm để gì, có tiền cho hai đứa em đi học lại. Gắng nào móc đầy móc ra bán cá này nọ đó, mình dân lưới được đó. Mình bán cá ra để chừa cho con đi học, đừng cho nghỉ. Con cố gắng học giỏi để không phụ lòng ba mẹ. Con ước mơ con sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho ba mẹ con.